Dòng tâm sự thứ nhất, sợ chồng bị tai nạn không qua khỏi, vợ thú nhận đã lừa dối tôi suốt 30 năm. Vì khao khát làm cha trỗi dậy, trong một lần đi công tác ở Sài Gòn, tôi đã phải lòng một người phụ nữ trẻ. Thế nên tôi đánh liều tự mình đi kiếm con ở bên ngoài. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Sau 2 năm kết hôn vẫn chưa có tin vui, vợ chồng tôi đi khám hiếm muộn thì kết quả vô sinh là do tôi. Những năm sau đó, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần đi khám và điều trị, nhưng nguyên nhân gây hiếm muộn là do tôi mà ra. Điều này khiến tôi rất buồn và áy náy với vợ, vì bao năm không thể cho cô ấy có được hạnh phúc làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Tôi làm kinh doanh nên công việc rất bận rộn. Vợ tôi làm y tá tại một bệnh viện nên hiểu rất rõ về bệnh lý của chồng. Sau nhiều lần đi khám và điều trị nhưng vẫn không khả quan, vợ cũng động viên tôi rất nhiều. Lần nào đi khám hiếm muộn, cô ấy cũng đi theo và khám nơi bác sĩ quen của vợ. Em bảo có lẽ tất cả là do duyên phận của hai đứa. Cô ấy chấp nhận sống không con cái, miễn cả hai đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Bao năm qua, tôi lúc nào cũng trân trọng và biết ơn vợ vì điều đó. Hai vợ chồng tôi dù không con cái, nhưng cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui. Tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi lúc nào cũng mong muốn có một đứa con của chính mình. Vì khao khát làm cha trỗi dậy, trong một lần đi công tác ở Sài Gòn, tôi phải lòng một người phụ nữ trẻ, nên đánh liều, thử xem biết đâu tôi lại may mắn có con. Mối tình vụn trộm của tôi với người phụ nữ bí mật đã đơm hoa kết trái. Tôi được làm bố khi đã 50 tuổi. Và rồi, cứ như thế, 5 năm nay, tôi lén vợ đi lại vào Sài Gòn, mà vợ tôi vẫn chủ quan, không hề hay biết. Đến ngày tôi gặp tai nạn, thập tử nhất sinh vào bệnh viện, sợ không thể đi lại thăm con trai ruột thịt, nên tôi đã thú nhận hết tất cả mọi chuyện cho vợ biết. Tất nhiên, vợ tôi đã phản đối, cô ấy không cho tôi thừa nhận đứa trẻ kia. Cô ấy bảo tôi bị vô sinh, sao có thể có con được. Đứa trẻ kia chắc chắn không phải là ruột thịt của tôi. Để khẳng định máu mủ của mình, tôi đã tiến hành xét nghiệm ADN. Và kết quả, tôi và đứa trẻ có quan hệ huyết thống cha con. Cũng chính lúc này, phần vì sợ chồng không qua khỏi, phần vì không còn cách nào khác, vợ đã thú nhận với tôi một bí mật động trời. Đó chính là cô ấy mới là người bị vô sinh do rối loạn phóng noãn. Điều này khiến cô ấy rụng trứng không thường xuyên hoặc không rụng trứng nên dẫn đến vô sinh. Cô ấy còn bảo ngay từ lần vợ chồng khám hiếm muộn đầu tiên, cô ấy đã biết nguyên nhân và đã giấu kín. Đã vậy, vợ tôi còn nhờ các bác sĩ quen trao đổi kết quả xét nghiệm của mình và chồng để lừa dối tôi, bảo rằng tôi bị vô sinh nhằm giữ chân tôi. Nghe lời thú nhận của vợ mà tôi choáng váng. Tôi không thể ngờ người đầu áp tay kề đã lừa dối tôi suốt 30 năm nay. Cũng may sau biến cố ấy, sức khỏe của tôi dần dần tốt lên. Ngày được ra viện cũng là ngày tôi hoàn tất thủ tục ly hôn người vợ đã lừa dối tôi suốt 30 năm nay. Hiện tại tôi đã vào Nam sống với người vợ không chính thức và đứa con ruột của mình. Mỗi khi nhớ về vợ cũ, tôi vừa hận vừa xót thương cho cô ấy. Dòng tâm sự thứ hai, bàng hoàng khi phát hiện ra công dụng của vị thuốc mà chồng sử dụng mỗi đêm. Nếu như tôi không thức dậy lúc nửa đêm để làm việc, thì có lẽ tôi sẽ không biết được loại thuốc chồng đang sử dụng. Tại sao anh làm gì cũng nghĩ cho mẹ con tôi mà không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình? Công việc của tôi rất bận rộn, ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Từ việc đưa đón con cái đến chuyện cơm nước và dọn dẹp nhà cửa, tất cả do chồng tôi đảm nhận hết. Nếu như không có sự chăm chỉ của chồng, tôi không thể hoàn tất công việc ở công ty trong những năm qua. Hơn một tháng nay, thấy chồng ăn uống rất ít, mặt anh gầy đi rõ rệt. Tôi khuyên anh nên nghỉ làm vài buổi để đi khám bệnh. Thế nhưng anh bảo
sức khỏe của anh rất tốt. Chỉ vì bệnh đại tràng mãn tính hành hạ nên anh không thiết tha ăn uống. Nhiều năm nay, chồng tôi bị mắc bệnh đại tràng. Cứ ăn uống gì đó không hợp là cảm thấy đau bụng, nên tôi cũng đã quen. Tôi chỉ khuyên anh nên uống thuốc đúng giờ và thỉnh thoảng nên đi khám định kỳ. Mấy ngày nay, công việc ở công ty không được suôn sẻ, nên tôi ngủ không ngon giấc. Có hôm, nửa đêm tôi thức giấc, vì ngủ không được nữa nên tôi ngồi dậy làm việc. Thấy vợ không ngủ được, chồng tôi cũng dậy và đi đi lại lại trong phòng. Đến khi nào tôi quay trở lại giường ngủ thì anh mới chịu đi ngủ. Trước khi ngủ lại, tối nào tôi cũng thấy chồng uống một viên thuốc gì đó, nên tôi cũng tò mò hỏi. Anh bảo chỉ là thuốc an thần, uống cho dễ ngủ. Bản thân còn trẻ khỏe mà chồng tôi đã phải dùng thuốc, thế thì không tốt cho sức khỏe. Tôi lấy vị thuốc của chồng vào trang mạng để tra xem tác hại của việc sử dụng thuốc đó lâu dài. Tôi rất bất ngờ khi biết đó là thuốc giảm đau, không phải là thuốc an thần. Tại sao chồng nói dối vợ? Tại sao anh lại phải dùng loại thuốc này? Đến lúc này, chồng tôi mới chịu thú nhận sự thật là anh bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Hằng ngày cơ thể đau nhức lắm, vì không chịu nổi nên anh buộc lòng phải uống thuốc giảm đau. Anh phát hiện ra bệnh tình của bản thân từ nhiều tháng trước, nhưng không nói cho vợ mà âm thầm chịu đau đớn. Anh sợ nói ra vợ sẽ bắt đi chữa trị lại tốn kém, mà bệnh tình cũng chẳng qua khỏi. Chồng tôi muốn tiết kiệm tiền để cho các con ăn học sau này. Anh không muốn gia đình kiệt quệ vì bệnh tình của anh ấy. Tôi chỉ biết ôm anh mà khóc thương. Đúng là tôi vô tâm thật. Hàng đêm vợ ngủ ngon lành, còn chồng bị bệnh tình dằn vặt, đau nhức không thể chợp mắt được. Tôi bảo với chồng là còn nước còn tát, anh phải vào bệnh viện để điều trị, sống thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Thế nhưng anh kiên quyết không chịu. Tôi không biết phải nói sao để chồng tôi chịu đi chữa bệnh đây. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào.